kinh nghiệm tu tập trong đời thường. 26 chủ đề chia sẻ trên tinh thần Phật pháp vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tác giả Nguyên Minh, nhà xuất bản Liên Phật Hội. Tuần thứ 3, tháng 3 năm 2017. Vạn pháp vô thường. Người xưa thường nói nhân vô thập toàn, nghĩa là con người chẳng có ai toàn hảo về mọi mặt. Trong thực tế, điều đó chỉ là một trong rất nhiều thực tế cần nhận biết của cuộc đời. Đức Phật khuyên chúng ta hãy nhìn thẳng vào bản chất thực tế của cuộc đời này để thấy rằng không chỉ vấn đề toàn hảo của mỗi con người là tương đối, mà tất cả mọi hiện tượng vật chất cũng như tinh thần ta đang nhận biết cũng đều là tương đối và giả tạo, không hề tồn tại vĩnh hằng, bất biến với thời gian. Một số người cho rằng nhận thức như vậy là quá bi quan và có thể làm chúng ta mất đi niềm vui sống. Liệu cách nghĩ này có đúng không? Trong lá thư tuần này, chúng tôi xin chia sẻ một vài khía cạnh có liên quan đến vấn đề này. Sở dĩ Đức Phật dạy rằng tất cả các hiện tượng đều tương đối và giả tạo, không thường hằng, là vì chúng luôn hiện hữu trong mối quan hệ duyên sinh tương tác với các hiện tượng khác. Không một hiện tượng nào tự nói khởi sinh và tồn tại mà không có sự tương quan với vô số những hiện tượng khác. Đó là một sự thật mà chúng ta chỉ có thể nhận ra chứ không thay đổi được. Trong thế giới vật chất, một hạt giống nảy mầm cần phải có đủ nhiều điều kiện thuận lợi như đất, hơi ấm, ánh nắng. Nếu thiếu đi các điều kiện thuận lợi, hiện tượng nảy mầm của hạt giống không thể diễn ra. Trong thế giới tinh thần hoặc cảm xúc, một tình cảm thương, ghét hay ưa thích của chúng ta cũng không thể từ nó sinh khởi, mà phải do nhiều yếu tố ngoại duyên cũng như nội tại. Chỉ cần các yếu tố đó không thay đổi khác đi, cảm xúc của chúng ta cũng sẽ thay đổi hoặc thậm chí là không sinh khởi nữa. Hiểu đúng về sự thật này không có nghĩa là bi quan, mà là một cách nhận thức đúng đắn và sáng suốt. Với nhận thức đúng, chúng ta mới có được thái độ và cách hành xử đúng. Do đó không chịu, hoặc ít nhất cũng là hạn chế được sự cuốn hút và dòng xoáy khổ đau của tâm thức bất như ý khi mọi việc diễn ra không như ta muốn. Trong thực tế, những điều kiện tốt đẹp và thuận lợi không thể gắn bó mãi cùng ta, cho dù ta rất muốn như thế. Điều kiện sống quanh ta liên tục thay đổi, môi trường và con người cũng thay đổi. Tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi mà nhiều khi ta không hề mong muốn. Tuy nhiên, khi hiểu đúng về quy luật vận hành của thực tại, ta sẽ dễ dàng chấp nhận những đổi thay không mong muốn đó. Thay vì khởi tâm oán hận, bực tức, trong quan hệ tình cảm cũng vậy. Những người ta yêu thương và thương yêu ta không phải bao giờ cũng duy trì được những tình cảm ấy một cách vĩnh hằng. Khi ta đáp ứng được những phẩm chất nhất định mà một người khác đang mong muốn, ta có được sự thương yêu. Khi ta thay đổi hoặc thậm chí sự mong muốn của người ấy thay đổi, tình cảm cũng như thay đổi một sự tất yếu. Hiểu được điều đó, ta không thể mong cầu nắm giữ mãi mãi một tình cảm nào đó. Thay vì vậy, ta sẽ cố gắng làm hết sức mình trong phạm vi có thể được vun bồi một tình cảm tốt đẹp. Nhưng đồng thời, cũng phải sẵn sàng chấp nhận việc mất đi tình cảm ấy khi hoàn cảnh đổi thay. Đối với những vật sở hữu mà ta có được, thì sự tồn tại mong manh của chúng lại càng rất dễ nhận ra. Ta có thể mất chúng bất cứ lúc nào, cho dù ta có ưa chuộng, chân quý đến mức nào đi chăng nữa. Một cái bình cổ có thể vỡ tan ngay trong nháy mắt. Chiếc nhẫn mà ta yêu quý có thể sơ ý rơi mất, không sao tìm lại được. Mọi thứ đều có thể rời bỏ ta, có vẻ như không báo trước. Nhưng sự thật là chúng luôn tuân theo một nguyên lý chung. Không có sự vật nào tồn tại vĩnh hằng. Nhận thức đúng về thực tại, tương đối và giả tạo, vô thường là một yếu tố quan trọng
có thể giúp ta vượt qua nhiều trạng thái khổ đau trong cuộc sống. Càng say đắm với những giây phút yêu thương ngọt ngào, ta càng đau đớn nhiều hơn khi mất đi tình yêu ấy. Càng bám víu vào những gì đang sở hữu, ta càng khổ sở nhiều hơn khi chúng ta mất đi. Sống tỉnh thức và nhận biết đúng sự thật về mọi hiện tượng không có nghĩa là ta hờ hững, lãnh đạm với mọi niềm vui trong cuộc sống, mà là ta nhận biết đúng để biết trân quý đến mức tối đa những gì đang có thực, nhưng không bám víu để dẫn đến khổ đau. Có một giai thoại về Nguyễn Công Trứ kể rằng, khi bị vua cách chức quan, bắt phải làm người lính hầu cầm giáo đứng gác, bạn đồng lưu cũ đi ngang qua hỏi ông như thế có nhục không? Ông thản nhiên trả lời, khi tôi làm quan, chẳng thấy đó là vinh, thì nay làm lính, nào có gì là nhục? Vinh, nhục, thăng, trầm là những điều tất nhiên trong cuộc sống. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn nhiều khi phải trải qua những hoàn cảnh ấy mà không phải tất cả đều do ta quyết định. Chẳng thế mà người xưa từng có câu, luận anh hùng bất phân thành bại. Bởi hoàn cảnh mang đến sự thành bại có vô số yếu tố. Và khi nghịch duyên đầy rẫy thì dẫu bậc anh hùng cái thế cũng phải chấp nhận thất bại mà thôi. Thiền sư Vạn Hạnh đời lý có kệ rằng, nhậm vận thịnh suy vô bố úy, đón nhận sự thịnh suy hay thăng trầm, thành bại trong cuộc sống với một tâm thái an nhiên tự tại, không sợ sệt, đó không phải là bi quan, mà là sáng suốt và dũng cảm. Cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn đầy rẫy những cặp tương đối, nhưng mà được, mất, hơn, thua, tốt xấu, yêu ghét hay dở, thăng trầm, vinh nhục, nhưng xét cho cùng, không có hoàn cảnh nào trong số đó là mãi mãi trường tồn. Hiểu được như thế, nên cách ứng xử đúng đắn nhất trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn là nhậm vận thịnh, suy vô bố úy. Trong thực tế, chúng ta từng chứng kiến hoặc nghe nói đến không ít những trường hợp quyên sinh vì tình phụ, hoặc nhảy lầu tự tử vì kinh doanh phá sản. Ở mức độ nhẹ hơn, không ít người quên ăn bỏ ngủ vì giận hờn ghen tức, hoặc đứng ngồi không yên vì lo sợ mất việc. Tất cả những tâm trạng đau đớn đó thực sự không giúp ta cải thiện hoàn cảnh tích cực hơn, mà chỉ nhấn chìm ta sâu hơn vào những khổ đau dằn vặt. Vì thế, tốt nhất là chúng ta, từ khi những hoàn cảnh bất như ý còn chưa xảy ra, chúng ta nên luôn có sự tu tập, quán chiếu để rèn luyện cho mình một nhận thức đúng đắn, một thái độ sẵn sàng, nhập vận, thịnh, suy vô bố úy. Mong sao những chia sẻ ngắn ngủi này có thể giúp ích phần nào trong việc mang lại niềm vui và giảm bớt khổ đau trong đời sống. Tuần đầu tháng 4 năm 2017. Con đường tu tập. Có một khuynh hướng mà hầu hết mọi người thường rơi vào là khi theo đuổi một việc gì, ta luôn mong muốn sao chứ phải bỏ ít ra công ít sức nhất, nhưng phải đạt được hiệu quả sâu rộng nhất, tốt đẹp nhất. Đi vào siêu thị, ta luôn muốn chọn những thứ rẻ nhất mà tốt nhất. Thuê mướn nhân công, ta muốn họ phải làm cho ta thật nhiều việc khó nhọc nhưng với đồng lương rẻ nhất. Chọn mua các vật dụng cho gia đình, ta luôn muốn có những thứ nào tốt nhất, bền nhất nhưng với giá thấp nhất. Ngẫm kỹ lại, cái khuynh hướng mong muốn như thế chẳng phải là hết sức vô lý hay sao? Tuy nhiên, chỉ vì mọi người ai ai cũng nghĩ như thế, ai ai cũng muốn như thế, nên cái khuynh hướng vô lý này lại dường như đã trở thành một lối suy nghĩ hết sức bình thường đối với thầy mọi người. Và chính lối suy nghĩ hết sức bình thường nhưng vô lý này, nên chúng ta mỗi ngày đều tiếp xúc với những mẫu quảng cáo cũng hết sức vô lý nhưng lại thấy là hoàn toàn bình thường. Nhưng mua một, tặng một, giảm 50% giá bán, vân vân.
Hãy thử nghĩ mà xem, nếu một nhà sản xuất chỉ có thể thu lại được 50% số tiền họ dự kiến khi bắt đầu sản xuất một món hàng, liệu họ có thể tiếp tục làm ăn khấm khá và phát triển được chăng? Vì thế, sự thật đây là chỉ để đáp ứng cái mong muốn vô lý của mọi người. Nên trong hầu hết trường hợp thì các nhà sản xuất cung cấp dịch vụ đã làm một việc rất đơn giản là nâng giá bán lên gấp đôi, rồi sau đó tuyên bố giảm một nửa hoặc mua một tặng một. Và khi đó, người mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ sẽ có được cái cảm giác vui mừng, thỏa mãn vì đã mua được với giá rẻ nhất, đúng như mong muốn. Điều đáng buồn là không chỉ trong việc mua sắm mỗi ngày, mà chúng ta còn mang cả khuynh hướng vô lý đó vào con đường tu tập. Chúng ta hoang phí vài ba chục năm dài sống buông thả theo dục vọng, rồi chỉ qua vài ba tháng ngắn ngủi đến với một đạo trường nào đó hoặc tự mình nỗ lực tu tập tại gia. Chúng ta lại phiền lòng vì sao chưa thấy những thành quả chuyển hóa tốt đẹp như mong muốn. Chúng ta dành hơn nửa đời người để bon chen, trôi dạt trong cuộc sống với đầy những mánh khóe, lửa lọc phải đối phó mỗi ngày. Rồi chỉ ghé lại cửa chùa trong một vài năm ngắn ngủi, ta lại băn khoăn tự hỏi sao vẫn chưa thấy lòng nhẹ nhàng thanh thoát. Chúng ta chôn vùi nhiều năm trong vô số những niềm tin bông muội vô căn cứ của thế gian, rồi chỉ sau đọc qua một vài quyển kinh Phật, ta lại thất vọng vì sao mình chưa thấu suốt được con đường giác ngộ. Nhiều người trong quý vị khi đọc qua những dòng trên đây có thể sẽ nghĩ ngay rằng người viết đã quá cường điệu hóa vấn đề, mấy ai lại có những suy nghĩ và khuynh hướng vô lý đến thế. Tuy nhiên, chúng tôi không nói ra những điều này nhằm mục đích phân biệt đúng sai hay bảo vệ cho một luận điểm của riêng mình. Chúng tôi chỉ muốn nói lên một sự thật mà chính bản thân chúng tôi trên con đường đến với đạo Phật cũng đã từng vấp phải. Trong từng mức độ khác nhau, hoặc lộ liễu đến mức dễ thấy, hoặc tinh tế đến độ khó nhận biết. Như cái khuynh hướng mong muốn vô lý kia, nó hầu như hiện diện ở tất cả chúng ta. Bởi một lý do vô cùng đơn giản, nó chính là biểu hiện của lòng tham. Và khi chúng ta bước vào con đường tu tập, không có nghĩa là chúng ta đã ngay lập tức trở thành một vị thánh. Cho nên việc ta mang nguyên vẹn cái lòng tham ấy vào con đường tu tập cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng chúng ta không chỉ ra những điều như trên để tự trách hay phê phán chính mình. Chúng ta cần nhận rõ sự thật ấy, chỉ vì nó có thể cản trở con đường tu tập của chúng ta. Nó có thể khiến ta nản lòng, thối chí sau vài ba năm tu tập, bởi cảm giác không được đáp ứng những điều mình mong đợi, mà không nhận ra được sự thật là những công sức tu tập ta vừa bỏ ra đó hãy còn quá nhỏ bé so với những bụi trần phiền não mà ta đã tự nguyện mang vào người trong biết bao nhiêu năm qua. Cũng vậy, với bao nhiêu thành kiến, định kiến mê lầm trong cuộc một đời lăn lộn giữa trần tục, liệu ta có thể hy vọng thông suốt được giáo lý Phật Đà? Chỉ qua việc đọc vài ba quyển sách hoặc đi nghe 5-7 lần thuyết giảng, vấn đề của hầu như tất cả chúng ta là phải chấp nhận sự thật đó. Phải thấy rằng con đường tu tập chuyển hóa tự tâm hay hoàn thiện bản thân là một con đường dài, đòi hỏi thời gian và sự kiên trì nhẫn nại. Tất nhiên là chúng ta sẽ từng bước giảm nhẹ được khổ đau và phiền não trên con đường tu tập. Nhưng nếu ta muốn có được thành quả tốt nhất mà rẻ nhất thì chắc chắn đó chỉ là điều không tưởng mà thôi. Trở lại vấn đề sống chết của đời người, hay những gì sẽ đến với ta sau khi chết, đó hoàn toàn không phải những vấn đề đơn giản. Nhiều ngàn năm triết học và tôn giáo của Ấn Độ cổ xưa đã từng nghiền ngẫm vẫn hoàn toàn bế tắc cho đến khi Đức Phật ra đời. Sự giác ngộ hoàn toàn của Ngài đã mang lại nhiều nhận thức mới, cách hiểu mới về nhân sinh cũng như về vạn hữu. Vì thế, việc đạo Phật bác bỏ nhiều luận thuyết của tôn giáo, triết thuyết khác cũng là điều rất dễ hiểu. Bởi nếu như những luận thuyết khác ấy đã giải quyết được các vấn đề bất ổn của đời người, thì Đức Phật đâu cần phải ra đời mà thuyết giảng giáo pháp. Các tôn giáo khác đều thừa nhận một đấng sáng thế, một vị chúa tể, phạm thiên.
tạo ra thế giới và con người. Đạo Phật bác bỏ điều đó. Các tôn giáo khác đều mặc nhiên thừa nhận có một linh hồn trường tồn vĩnh cửu để lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Đạo Phật bác bỏ điều đó. Tuy nhiên, Đức Phật đã bác bỏ các luận thuyết của ngoại đạo như thế nào? Đã thuyết giảng như thế nào về linh hồn và tâm thức con người cũng như về vòng xoay của sinh tử luân hồi? Chắc chắn không thể là chuyện mỗi người có thể nắm hiểu thông qua suốt việc được đọc vài ba tập sách hay thậm chí vài ba năm tu tập. Đó là những vấn đề lớn của cả đời người, của cả nhân loại, và chúng ta nhất thiết phải có những nỗ lực tương xứng mới có thể nhận hiểu được. Cho nên, vấn đề quan trọng và thiết thực nhất đối với mỗi người chúng ta không phải là theo đuổi sự an tường hay uyên bác về giáo lý đạo Phật, mà phải nhận hiểu đúng thật những gì trong phạm vi đang tu tập của chính bản thân mình, để từng ngày luôn có thể nỗ lực tu tập đúng hướng. Khi chúng ta đã tu tập đúng hướng, thì những thành quả tốt đẹp của tương lai chắc chắn dù không mong cầu cũng sẽ dần dần có được. Tuần đầu tháng 5 năm 2017, tu tập và thọ trì năm giới. Hầu hết chúng ta khi nói đến chuyện tu tập thì thường nghĩ ngay đến các vị xuất gia. Người cư sĩ tại gia, nhất là những người còn trẻ, cho dù có sự nỗ lực tu tập cũng thường có tâm lý ngại ngùng khi có ai gọi mình là người tu. Có lẽ vì họ nghĩ mình không xứng đáng. Thật ra, ý nghĩa của hai chữ tu tập cũng rất đơn sơ, không quá cao xa như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu chúng ta hiểu tu là sửa chữa, tập là làm quen với những gì chưa thông thuộc, thì tu tập chính là công việc mà chúng ta phải thực hiện mỗi ngày cho đến suốt đời. Bất kể chúng ta có tín đồ của một tôn giáo nào hay không. Bởi theo khuynh hướng chung thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn bản thân mình ngày càng tốt đẹp hơn. Và đó chính là động lực cũng như nhu cầu buộc chúng ta phải không ngừng tu tập. Trong đời sống thường nhật, ngay cả những công cụ làm việc của chúng ta, trải qua thời gian cũng phải tu sửa mới có thể sử dụng tốt. Nhà cửa, đường xá, lâu ngày không tu sửa cũng sẽ hư hỏng xuống cấp. Đời sống tinh thần của chúng ta lại càng quan trọng hơn nữa, thường xuyên bị những sự cám dỗ thôi thúc của các tâm hành xấu ác như tham lam, sân hận, làm cho hư hỏng. Nếu không thường xuyên tu tập, chắc chắn chúng ta sẽ ngày càng trở nên người xấu xa hơn, đáng sợ hơn. Nếu nhận thức điều này, chúng ta mới thấy được sự tu tập là cần thiết như thế nào trong cuộc sống. Và như vậy, tu tập không nhất thiết có nghĩa là phải đến chùa hay phải sống cách biệt với người đời. Mặc dù những môi trường cách biệt, yên tĩnh có thể giúp cho sự tĩnh tâm tu tập được dễ dàng hơn, nhưng ý nghĩa thực tế của sự tu tập chính là ngay trong đời sống thường nhật của mỗi chúng ta. Nhờ có ý muốn tu tập, chúng ta mới có được khả năng nhìn lại chính mình. Thấy được những điểm chưa tốt để sửa chữa, thấy được những điều không hay để bỏ dần đi. Không có ý hướng tu tập, thì cho dù bản thân ta khiếm khuyết, xấu xa đến mức nào đi nữa, ta cũng không có thể năng tự biết được điều đó. Đây chính là lý do vì sao những người xấu ác rất dễ lún sâu vào tội lỗi ngày càng nặng nề hơn mà không hề nghĩ đến chuyện phải cải hối. Chỉ có năng lực của sự tu tập đúng hướng mới có thể giúp ta làm được điều đó. Nhưng phải tu tập như thế nào? Trong thực tế, việc tìm được một phương pháp đúng, một con đường tu tập hiệu quả để đi theo cũng không phải là điều dễ dàng. Các khái niệm về chuẩn mực hay luân thường đạo lý thường mơ hồ và được diễn giải khác nhau ở mỗi người hay mỗi một cộng đồng. Tuy nhiên, người Phật tử thường rất may mắn khi có được những tiêu chuẩn rất đơn giản, dễ hiểu nhưng vô cùng chính xác để thiết lập cho mình một con đường tu tập hiệu quả. Đó chính là năm giới của người cư sĩ tại gia mà Đức Phật đã chế định. Chỉ cần thường xuyên giữ theo năm giới một cách nghiêm cẩn, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thiện được bản thân mình.
Hơn thế nữa, năm giới có thể mang đến cho chúng ta cuộc sống an vui, giảm thiểu đến mức thấp nhất mọi xung đột với môi trường chung quanh và đồng thời cũng khuyến khích ta ngày càng gieo cấy được nhiều hơn trong những nghiệp lành. Người Phật tử giữ theo năm giới thì không nói dối. Chỉ riêng một điều này thôi đã có thể là một cuộc cách mạng vĩ đại, không chỉ cho cá nhân chúng ta mà còn là cho cả nhân quần xã hội. Bạn bè dối gạt nhau là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến xung đột. Vợ chồng dối gạt nhau thì hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Lối xóm láng giềng dối gạt nhau thì tình cảm không còn. Trong một xã hội mà mọi người thường xuyên nói dối, chắc chắn niềm tin vào nhau sẽ không còn và cuộc sống phải đề phòng lẫn nhau sẽ không thể nào an vui và hạnh phúc. Cuối cùng, như các chính trị gia và nhà cầm quyền thường xuyên nói dối với người dân, thì xã hội dối trá đó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể phát triển tốt đẹp. Bởi những khuyết điểm và sai lầm sẽ luôn bị che giấu thay vì nêu ra để khắc phục sửa chữa. Vì thế, có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, xã hội nào có nhiều sự dối trá nhất sẽ luôn là một xã hội tồi tệ nhất. Và nếu không từ bỏ sự dối trá thì sẽ không có hy vọng gì cải thiện. Người Phật tử giữ theo năm giới cũng sẽ không uống rượu. Chỉ riêng một điều này thôi cũng có thể mang lại hạnh phúc và tránh được khổ đau cho hàng triệu gia đình. Rượu bia dẫn đến vô số các tệ nạn, các hành vi xấu xa do không tự kiểm soát được lý trí. Và trong số đó thường được nhắc đến nhiều nhất là lái xe gây tai nạn. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho hay, trong 4 ngày nghỉ lễ 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 2017, cả nước xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, 98 người tử vong, 90 người bị thương. Và nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông luôn được ghi nhận là do có uống rượu bia trước khi lái xe. Gần 200 con người tử vong và thương tật chỉ trong 4 ngày, đồng nghĩa với gần 200 gia đình sẽ gánh chịu khổ đau mất mát suốt đời không thể nào bù đắp. Nếu mọi người đều giữ giới không uống rượu, điều này hẳn không xảy ra hoặc ít nhất cũng sẽ phạm được hạn chế. Người Phật tử giữ giới cũng sẽ luôn không trộm cắp hoặc tìm phương cách bất chính để chiếm hữu tài sản của người khác. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể mang lại chuyển biến hết sức lớn lao cho toàn xã hội. Con người trải qua bao thế hệ đều làm khổ nhau cũng vì lòng tham. Tài sản thất thoát do bị chiếm đoạt bởi những phương cách bất chính lớn hơn nhiều so với gì chúng ta cần để có một cuộc sống vừa đủ. Một gia đình nghèo ở thôn quê Việt Nam chỉ cần khoảng 5 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng có thể sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng mỗi vụ tham nhũng được công bố trên báo chí có thể lên vài 3.000 tỷ đồng. Sẽ hạnh phúc cho xã hội biết bao nếu mọi người đều giữ giới này, vì như thế sẽ không còn tham nhũng. Trên bình diện cá nhân, việc từ bỏ ý niệm tham lam, muốn chiếm hữu tài sản của người khác sẽ giúp chúng ta có cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn, đối trị được với nhiều cám dỗ trong cuộc sống. Nhờ đó, ta có thể hoàn thiện bản thân mà không sa ngã vào những con đường bất chính. Người Phật tử giữ giới sẽ không tà dâm, không tơ tưởng những chuyện trăng hoa gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đời sống tình dục lành mạnh, có tiết chế sẽ giúp bảo vệ cả sức khỏe lẫn hạnh phúc gia đình, đảm bảo nuôi dạy tốt con cái. Giới này như một tấm áo giáp bảo vệ chúng ta luôn chống được sự sa đọa, thôi thúc của tham dục. Người Phật tử giữ giới cũng sẽ không giết hại, không làm bất cứ điều gì gây thương tổn đến đời sống của người khác hay mọi sinh vật khác. Cuộc sống sẽ bình an biết bao nếu mọi người đều biết tôn trọng cuộc sống, không làm tổn thương đến nhau. Hơn thế nữa, môi trường quanh ta cũng sẽ không bị tàn hại bởi những sự giết chóc, tàn phá phi lý chỉ vì lòng tham lam của con người. Mỗi ngày, có hàng triệu sinh linh bị giết hại một cách đau đớn để cung cấp miếng ăn cho con người. Đó cũng chỉ vì có những người không hề vâng giữ theo điều giới này. Cho nên, người Phật tử thọ trì được năm giới này là một sự may mắn rất lớn lao, bởi đó là con đường tu tập. Trước hết và trên hết, nhiều bạn trẻ thao thức tìm đến tôi để hỏi về con đường tu tập giải thoát. Nhưng khi tôi nói về năm giới này thì các bạn từng ngỡ ngàng, bối rối. Đó là vì các bạn luôn nghĩ tu tập, giải thoát phải là vấn đề gì đó rất cao siêu, rất phức tạp.
Chỉ những bậc đại sư trí tuệ mới hiểu được để chỉ dạy cho chúng ta. Vâng, tôi không phủ nhận. Còn có vô số pháp môn cao siêu phải tu tập hành trì nếu các bạn muốn đạt đến giác ngộ viên mãn như Đức Phật. Nhưng trước hết và trên hết, các bạn phải thấu hiểu và thọ trì thật nghiêm cẩn năm giới này. Không giữ theo năm giới thì dù có tu tập theo pháp môn nào, có tụng đọc bao nhiêu kinh điển cũng chỉ là xây nhà trên cát mà thôi. Và con đường tu tập đơn sơ nhưng căn bản là giữ theo năm giới thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm theo, cũng có thể vận dụng ngay cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng dù đơn sơ đến thế, đây vẫn còn là con đường mà chúng ta phải nương theo đến suốt cuộc đời, bởi như tôi đã nói, tu tập là một tiến trình không bao giờ ngừng nghỉ. Tuần thứ ba, tháng 6 năm 2017, tu tập và buông xả. Tiến trình tu tập thực sự chính là việc sửa chữa những sai lầm, tu và rèn luyện, phát triển những công hạnh tốt, tập. Và trên tiến trình tu tập đó, một trong thử thách chúng ta thường xuyên phải đối mặt và vượt qua chính là sự buông xả. Từ đó, một góc độ nào đó cũng có thể nói sự buông xả là một khía cạnh rất quan trọng trên con đường tu tập. Nếu quý vị tự thấy mình đã trải qua nhiều năm tu tập, nhưng khi xét đến những gì đã buông xả được lại chẳng có gì đáng nói, thì có thể là quý vị đã tu tập hoàn toàn chệch hướng, hoặc là sự tu tập của quý vị trong thực tế đã chẳng có tiến triển gì cả. Những gì cần buông xả? Tất nhiên, trước hết là những thói hư tật xấu làm hại đến bản thân mình và người khác. Lấy ví dụ, nếu quý vị nghiện thuốc lá, điều đó không chỉ gây hại cho sức khỏe của chính bản thân mình, mà đồng thời cũng gây hại cho những người chung quanh khi hít phải khói thuốc lá một cách thụ động, không mong muốn. Sự độc hại của thuốc lá đã được chứng minh quá rõ ràng qua nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nên không cần phải bàn cãi thêm. Vì thế, nếu chúng ta đang mắc khỏi thói quen xấu này thì thách thức đầu tiên trên đường tu tập hẳn là phải buông bỏ nó. Nếu quý vị viện dẫn bất kỳ lý do nào để biện minh cho sự bám chấp vào thói quen xấu này mà không nỗ lực buông bỏ thì điều đó cho thấy quý vị đã không hề xác định được đường hướng tu tập, hoặc là sự tu tập của quý vị chưa có được chút nội lực tích cực nào đủ để vượt qua thử thách này. Tương tự, rượu bia và các chất gây nghiện khác cũng là đối tượng cần buông bỏ. Tuy nhiên, vấn đề trở nên tế nhị và ranh giới phân biệt cũng khó khăn hơn khi xét về những thói quen tưởng như vô hại. Ví dụ như, thói quen uống một ly cà phê hoặc tách trà vào buổi sáng có thể được xem là hết sức bình thường và chẳng gây hại gì cả. Vậy chúng ta có cần buông bỏ không? Câu trả lời là có. Một khi đã trở thành thói quen không thể bỏ, thì bất kỳ thói quen nào cũng sẽ trở thành sợi dây trói buộc và sai sử chúng ta. Khi rơi vào những hoàn cảnh không thể đáp ứng được thói quen của mình, quý vị sẽ dễ dàng trở nên khó chịu, bực dọc hoặc cau có với người khác. Đó chính là vì ta đang bị thói quen của mình sai sử, thôi thúc. Trong trường hợp này, đối với một người không biết tu tập, có thể buông, không thấy tai hại. Nhưng với sự quán chiếu của người tu tập tỉnh giác thì những thói quen vô hại này lại chính là nguyên nhân gây phiền não trong nhiều trường hợp. Vì thế, đối với những thói quen loại này, chúng ta cần phải luôn luôn tỉnh giác để kiểm soát được chúng. Chúng ta có thể uống một tách trà vào mỗi sáng, nhưng đừng bao giờ để cho thói quen ấy trở thành nguyên nhân khiến ta cảm thấy khó chịu hay thôi thúc đòi hỏi lúc thiếu vắng. Đó chính là cách để buông bỏ và kiểm soát những thói quen loại này. Việc buông bỏ các thói quen xấu vốn không dễ dàng, vì đó là ta đang chiến đấu chống lại những khuynh hướng tiêu cực trong chính bản thân ta. Tuy nhiên, việc tự mình nhận biết thói quen xấu dường như còn khó khăn hơn nữa. Một người có thói quen xấu, người vắng mặt mỗi khi vui chuyện thường hiếm khi tự mình nhận biết được thói xấu này. Thậm chí, nếu có ai đó thật lòng chỉ ra cho họ, cũng chưa hẳn họ đã chấp nhận mình có thói xấu ấy. Vì thế, trong sự tu tập buông xả,
Việc thường xuyên tự quán chiếu bản thân để nhận biết những khiếm khuyết của mình cũng là một công việc hết sức quan trọng. Trong cuộc sống thường ngày, nếu có nỗ lực quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy ra được rất nhiều điều cần buông xả. Sử dụng chính những thành tựu trong tiến trình buông xả dần những thói quen của mình, làm thước đo kết quả tu tập là một phương thức vô cùng hiệu quả và chính xác. Bởi người tu tập dù tinh tấn lâu năm, khi đối diện những điều cần buông xả lại không thể vượt qua, thì chắc chắn không thể nói rằng sự tu tập của người ấy có kết quả. Đức Phật đã thị diện sự buông xả vĩ đại nhất trên con đường tìm đạo khi từ bỏ cả gia đình, vương vị, vợ đẹp, con thơ, và chính đó là sự buông xả đó mà hôm nay ta mới có được những hướng dẫn sáng suốt trên đường tu tập. Đức vua Phật tử Trần Nhân Tông cũng là một tấm gương buông xả khi từ bỏ ngôi vua để đi theo con đường tu tập, trở thành vị khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tự. Các vị xuất gia tu hành chân chánh là những tấm gương buông xả vì cuộc đời họ không bám víu vào bất kỳ điều gì cả. Nhưng nếu có những ai làm ngược lại khuynh hướng này thì đó cũng chính là thước đo để ta nhận biết về công hạnh tu tập đó. Người khéo buông xả là người không để mình dính mắc, bám luyến vào bất kỳ một thói quen, một sự ham thích hay thôi thúc nào. Khi sống được như thế, chúng ta dần trở nên con đường tự do tự tại. Có thể quyết định chọn lựa mọi hành vi ứng xử của mình hoàn toàn dựa trên trí tuệ, tỉnh giác mà không bị thôi thúc bởi tham lam, sân hận hay bất kỳ thói quen xấu nào. Khéo buông xả là điều kiện đầu tiên để hoàn thiện bản thân. Nếu ta luôn bám chặt những thói quen xấu đã mắc phải và xem đó như bản tính tự nhiên cố định của mình, thì ta sẽ không dựa vào đâu để trở thành một người tốt hơn. Và cũng chính vì điều này, sự tu tập buông xả của bản thân ta luôn là tấm gương sáng, là bài học quý giá và hiệu quả cho con cháu chúng ta. Khi ta không thể tự mình từ bỏ những thói quen xấu như nói dối, nói lời thô ác, nặng nề, chắc chắn ta không thể dựa vào đâu để răn dạy con cháu mình tránh xa những thói xấu đó. Ngược lại, cho dù chúng ta có thể không quan tâm, nhưng chính những hành vi và lời nói của ta sẽ dần dần được dập khuôn phản chiếu trong hành vi và lời nói của con cháu mình. Vì thế, sự lợi ích của tu tập không chỉ là hoàn thiện bản thân chúng ta, mà nó luôn có hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến những người thân, con cháu quanh ta nữa.